Có một bạn nữa hỏi câu hỏi A Di Đà Phật. Con chào thầy, con câu hỏi này mong thầy giải đáp hộ con. Mấy tuần trước con có đi xem bói và thầy bói phán con có duyên âm theo. Thầy có thể cho con biết duyên âm là gì và cách hóa giải nó không ạ? Duyên âm. Bạn hỏi là đi xem bói và thầy bói bảo có duyên âm theo, và bạn muốn hỏi thầy giải thích cho duyên âm là gì và có cách hóa giải không? Duyên âm là gì? Chúng ta hay nghe thấy cái từ gì? Âm và dương. Dương là chỉ cho người còn gì nhỉ? Người còn sống. Và âm là chỉ cho người gì? Người đã chết. Duyên âm tức là nhân duyên, duyên tức là nhân duyên. Và cái duyên ở đây ấy, có thể là gì, là thiện duyên, cũng có thể là gì? Ác duyên. Duyên có thể là thiện duyên và có thể là ác duyên. Ác duyên là cái nhân chúng ta gì? Gây thù chuốc oán với họ ở đời trước. Cho nên đời này gì? Họ vẫn theo mình để báo oán. Thì gọi là cái nhân duyên ác. Còn cái nhân duyên gì? Thiện á, đời trước kiếp trước. Có thể chúng ta gì đã từng là người gì ạ? Người yêu nhau, từng là vợ chồng với nhau và đã từng thề gì? Thề non hẹn biển với nhau. Đời đời kiếp kiếp chúng ta dẫu gì? Sinh ra không cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng nguyện được sống với nhau đầu bạc răng long, rồi nguyện sau này nguyện được chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, rồi nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra làm vợ, làm chồng, đủ các thứ hết. Khi yêu nhau thì chẳng có cái lời lẽ đẹp đẽ nào mà họ không dành cho nhau cả. Đấy. Cái lúc đó, mà thực sự thì có thể trong hai người, trong cái tâm của họ là yêu nhau thật. Chúng ta xem cái bộ phim về câu chuyện về Ngưu Lang Chức Nữ chứ. Hay là có rất nhiều những cái câu chuyện về tình yêu lứa đôi. Việt Nam chúng ta cũng có, chứ không phải chỉ ở Trung Quốc hay là ở một đất nước nào trên thế giới. Nước nào cũng có những cái câu chuyện cảm động về tình yêu lứa đôi như vậy. Và duyên âm ở đây, bạn hỏi giải thích duyên âm là gì? Thầy giải thích theo cái cách hiểu biết của thầy, đó chính là gì? Chính là cái nhân duyên ở đời trước và kiếp trước, thậm chí nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Chúng ta hoặc là từng làm vợ, làm chồng, từng là người gì? Người thương yêu nhau. Có thể là anh em, có thể là chị em, có thể là bạn bè, vân vân. Vì một cái lời hứa nào đó mà cái người kia mất đi, họ cứ lang thang, họ cứ long đong, họ đi tìm mãi, và bây giờ thì tìm được chúng ta. Cũng có trường hợp mà chúng tôi đã được chứng kiến. Thầy kể cho các bạn nghe cái câu chuyện này, không chỉ chứng kiến mà chúng tôi phải xử lý cái vụ đó. Năm đó là chắc năm 2013, 12 hoặc 13 gì đấy. Khi đó thầy vừa ở trên núi về đây và bắt đầu xây dựng cái nhà pháp hội này. Thì cuối năm 2012 đầu 2013 gì đó, xây dựng vừa xong, tổ chức được 1-2 pháp hội. Thì một hôm có cái gia đình ở ngoài Phúc Thọ ấy, ở ngoài làng đấy là làng gì quên cái tên làng rồi, nhưng mà ở ngoài Phúc Thọ gần cái chỗ làng gì, làng may, chuyên để may mặc, chỗ Hiệp ấy, gần chỗ Hiệp. Bà Hiệp đi về phía sân Tây khoảng độ tầm 2 cây, ở phía đi xuống thì bên tay trái, đi lên từ Hà Nội lên tay phải cái làng đó, cái làng của cái sư thầy mà cùng học với tôi, làng của sư thầy Đàm Toàn mà cùng học với tôi, cùng cái xã đấy. Thì một hôm thì có gia đình đưa cái cô ấy vào, và đưa cô ấy vào thì nhìn cô ấy mặt mũi rất là dại, mà sức khỏe rất là yếu, và người thì cứ nói làm nhảm, và lúc thì khóc, lúc thì cười, lúc thì lại cào cấu, lại đánh người thân, lúc thì lại lăn lê bò xoài ra ngoài đất này. Có nghĩa là đủ các thứ luôn. Thế vào thì lần đấy thầy vội quá, thầy không làm lễ, thì thầy bảo một sư ông đệ tử của thầy lên nhà tổ hay lên chùa đó thì tôi không nhớ rõ, nhưng mà có nghĩa bảo lên làm lễ. Lên lễ cho thì về khỏi được mấy ngày. Mấy ngày thì nhớ là một hôm thầy đang làm cái lễ động thổ cái nhà vãng sinh đường. Hôm đó làm lễ động thổ nhà vãng sinh đường. Buổi sáng vừa động thổ xong thì các chú thợ với các Phật tử đang đào móng.
thì tự nhiên lại thấy họ lại đi vào, cả nhà đi vào, 4-5 người đi vào là cứ chạy theo là lôi, cứ ầm ầm cả lên, ở làm náo loạn cả chùa lên. Thế gia đình mới chạy ra cái quỳ xuống mới xin thầy làm lễ cho. Thì thầy hỏi ra thì bảo là hôm trước vào làm lễ rồi, về khỏi được có mấy ngày, nhưng bây giờ bị lại thì lại nặng hơn. Và bây giờ thì người ta nói rõ ra là tên tuổi người ta như thế rồi. À, và sau khi mới hỏi ra thì mới biết này, cái cô này đã có vợ và có 3 đứa con rồi. À, xin lỗi, đã có chồng. Cô thì đã có vợ. Cô ấy đã có chồng và có 3 đứa con. Thì một hôm ấy, cô ấy đi làm ngoài đồng ấy, thì cái ruộng của nhà cô ấy gần đó, thì cô đi làm cỏ ngô hay cỏ khoai lang. Cô đi, tôi nhớ đó là lấy đi 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 làm cỏ khoai lang và cắt dây khoai lang cho làm về để nuôi lợn. Thì khi cắt cái khoai lang xong rồi ấy, thì bắt đầu cô mới mệt, có hôm nay nắng quá, bắt đầu cô mới vào. Thì có cái ngôi mộ ở gần cái ruộng nhà cô ấy, cô mới vào, cô ấy cái mộ xây cũng to, cho nên cái trời nắng ấy, thì nó về chiều lại thì nó ánh nắng nó đổ về phía bóng râm, nó đổ về phía đằng đông, mặt trời về đằng tây thì cái bóng râm đổ về đằng đông, cho nên là cô sang cái cô ngồi để cô chú một tí thì nó cũng đỡ được cái phần lưng thôi. Đó, đỡ được cái phần lưng, cô cũng đỡ nắng rát. Cái nắng tháng không biết tháng đấy là tháng mấy, nhưng mà chắc là nắng cũng rát. Cô sang ngồi như vậy thì tự nhiên cô ngồi mà cô nghe thấy mệt mệt, và cô ấy tựa vào cái mộ cô ngủ đi lúc nào không biết. Và cô ngủ đi một giấc khoảng độ tầm cũng phải đến gần một tiếng đồng hồ. Xong bắt đầu cô đi về thì người của cô bắt đầu từ đó về tới nhà thấy người nó cứ khác dần, và cứ đầu tiên là cứ đêm lại là cứ nói nhảm và sợ bóng tối này, hay nói nhảm này, và nhiều những cái biểu hiện lạ. Bắt đầu người nhà mới lại đưa đến bệnh viện tâm thần ở dưới Thường Tín để khám. Thì họ là bị rối loạn thần kinh hay cái gì đó, họ cho uống thuốc và cho ở dưới đó cả tháng thì cũng không khỏi. Về bệnh viện Bạch Mai, khoa tâm thần bệnh viện Bạch Mai điều trị cũng mấy tháng cũng không được. Rồi cho đi mấy cái bệnh viện nữa cũng không được. Xong rồi bảo về tâm linh thì đoán các ông thầy phù thủy về này, đoán cả nhà chùa ngoài đó ở ngoài huyện Phúc Thọ về, để mấy thầy về để nhà để cúng, để ra chùa cũng không được, về nhà cũng không được này. Rồi đoán các ông thầy phù thủy làm bùa làm bèn cũng không được. Và bị như thế cũng phải đến gần một năm. Thì bắt đầu mới đưa vào đây. Có người mách đưa vào đây, thì khi đó vào đây thì thầy mới làm lễ cho, thầy mới hỏi. Cái lúc đó thì thầy lên lễ bắt đầu thì đồng ý lễ, thầy bảo lên nhà tổ. Ngày xưa còn cái nhà tổ bé ở chỗ cái vườn hoa đấy, chỗ trước cửa pho tượng ấy, là nhà tổ đấy. Thầy lễ cho thì bắt đầu, khi lễ cho bắt đầu thầy mới hỏi thì nó mới nói là, nó mới khai hết ra là cái cô này này là người yêu của con mười mấy năm trước, mười mấy hai mươi năm trước. Không biết mười mấy hay là hai mấy năm, lâu lâu thì không nhớ rõ cái đó. Nhưng có nghĩa là cô này bây giờ, cái cô đấy, cái năm đấy là hơn 40 tuổi. Hai mấy năm chứ. Yêu nhau từ năm 16 tuổi mà. Cái cậu này này, nó yêu cái cô đấy và cái cô này, nói chung hai người ngày xưa là bạn thân với nhau. Từ năm còn bé cho đến cái năm 16 tuổi thì cái cậu ấy bị chết đuối. Đi tắm bị chết đuối và từ đó thì cái cậu này vẫn cứ đem cái lòng yêu thương cô ấy. Đó. Cái lúc cái vong nó kể như vậy, cái vong nó kể đem cái lòng yêu thương cô ấy. Và đi theo cô ấy rất lâu rồi. Và đến khi hôm mà cô ấy đi để đi cắt rau lang á, và tựa vào ngôi mộ của cậu ấy để ngủ á, thì cậu ấy mới có cơ hội để nhập vào xác cô ấy. Và một cái điều lạ là gì? Là khi cái vong lên nó nói là nó rất ghét cái ông chồng thực sự mà 3 đứa con của cô ấy. Và nó đã tìm mấy lần, nó tìm cách nó giết cái ông đấy rồi, nhưng mà không được. Mấy lần nó tìm cách giết cũng không được. Và các bạn biết là đấy, cho cái loa này khó nghe lắm. Và các bạn biết đấy, là cái trường hợp đấy, sau khi mà lễ cho họ rồi thì họ mới nói rằng là đã yêu nhau từ năm 16 tuổi. Và sau khi chết đi á,
vẫn đi tìm theo để yêu. Cái hôm cô ấy lấy chồng á, thì cái vong đấy nói là cái cô ấy lấy chồng á, cái vong nó rất là buồn và nó theo hơn 20 năm như vậy nhưng mà không làm gì được. Nhưng đến cái nhân duyên, đến cái lần mà cô ấy tựa bên mộ của cậu ấy để ngồi nghỉ, đi làm ngồi nghỉ đó, khi đó mới có cái cơ hội để nhập vào xác cô ấy và làm cho cô ấy ốm đau như vậy, điên khủng loạn tâm bệnh tật như vậy, với mục đích là muốn bắt cô ấy xuống dưới kia để làm vợ. Nhưng mà không được, vì chúng ta biết là mỗi người đều có cái nhân duyên, đều có cái thọ mạng khác nhau, cho nên không thể nào mà muốn một cái là được, không thể muốn là được. Cũng như ở trên cõi dương chúng ta này thôi, một người nào đó yêu một người nào đó có phải muốn là được không? Không được. Mà phải được cái người kia yêu lại và được gì ạ? Nếu muốn được lấy làm vợ làm chồng thì phải được pháp luật cho phép, được hai bên bố mẹ, bên nội bên ngoại, gia đình gì cho phép, và được pháp luật cho phép làm cưới xin đàng hoàng mới làm vợ làm chồng được chứ. Thì ở quái âm cũng vậy các quý vị, chứ không phải là muốn là được. Cho nên là vị này muốn bắt cô này xuống dưới đó để làm vợ nhưng không được. Và cho nên đến cái cơ hội đó hơn 20 năm sau mới bắt được cái thần thức, cái vía cô ấy, và cứ đòi bắt làm vợ. Khi vào đây, thầy lễ cho một cái, thầy lễ xong rồi thầy nói giảng giải về giáo lý của nhà Phật cho khoảng độ hơn 2 tiếng, phải gần 3 tiếng đồng hồ. Là khi cậu ấy nghe ra, và thậm chí thầy phải nói rằng thôi, đi quy theo Phật đi, bây giờ cô ấy là gì? Cô ấy đã có chồng và có 3 đứa con rồi, mình làm sao mà còn lấy người ta được nữa. Mà bây giờ cái thứ nhất là người ta đã có chồng có con, cái thứ hai đó là âm dương cách biệt. Một bên thì là gì, ở trên cõi dương thế, một bên gì dưới, ở dưới cõi âm, làm sao mà lấy được? Mà nếu là có bắt được cô ấy xuống thì bây giờ gì, hai người tuổi thọ thì cũng khác nhau rồi. Một người đấy gì, thầy cứ nói là một người đã chết hơn 20 năm thì bây giờ đã hơn 20 tuổi chẳng hạn, ví dụ như thế. Một người bây giờ mới chết đi có xuống, nó chỉ là một đứa trẻ con, vậy đã hơn 20 tuổi. Chúng ta thấy ở trên thế gian chúng ta rất ít người, rất ít những đôi gì vợ chồng là gì lệch nhau một cái tuổi lớn như vậy mà chung sống với nhau và lấy được nhau và chung sống với nhau, cũng có nhưng mà rất ít, rất rất ít, chứ không phải là gì là nhiều. Thầy nói như vậy và thầy nói là gì? Thôi, cái nhân duyên ấy, ở kiếp trước có duyên mà không có phận, cho nên thì con mới gì, năm 16 tuổi con mới đi tắm, mới đuối nước, mới như vậy. Để thọ mạng của con thì không có, cái phúc của con thì chưa đủ để hưởng chọn cái kiếp người 100 năm. Cho nên bây giờ con phải tu đi, con phải tu thì có duyên đến đời sau, kiếp sau á thì mới gặp nhau. Lúc đó mà nếu có duyên và có phận thì gặp nhau và gì làm vợ làm chồng, chung sống với nhau đầu bạc răng long, thì lúc đó thì không có ai cản, không ai ngăn và không ai cấm cả. Còn đời này có duyên không phận, người ta có vợ có chồng, người ta có chồng có con rồi. Còn mình á thì đặc biệt là gì, lại ở dưới cõi âm như thế. Và thầy khuyên là thôi bây giờ đi về, sau khi quy y Tam Bảo á, quy y Tam Bảo á xong á thì mọi thứ thì mình sẽ gì, sẽ thấy thay đổi và sẽ khác rất là nhiều. Ví dụ như trước đây thì trước khi làm lễ nó kêu là đói, nó kêu là nhiều ngày nay là gì? Không được ăn, là bị đói. Xong rồi thầy bảo gia đình đi ra ở ngoài quán mua tí thanh bông hoa quả, bánh kẹo và bim bim, và nấu một nồi cháo để tí nữa để cúng tụng kinh ra quy xong để cúng cho nó ăn. Và người nhà nghe thầy nói như vậy cũng ra đi mua luôn cả mấy bộ quần áo bằng giấy luôn. Ở chùa thầy thì không hay đốt vàng mã, không hay đốt đồ mã. Nên gia đình nghe thầy bảo là đi ra mua thanh bông hoa quả thì tiện tay cũng mua luôn cả mấy bộ quần áo bằng giấy. Khi vào á, thầy đang mài giảng cho nên thầy không nói, cho nên gia đình cứ mang đặt lên trên ban thờ kệ như vậy. Thầy lúc đó đang mài giảng, thầy cứ giảng cho cái vong nó nghe. Và khi mà giảng đến cái đoạn mà nói cho vong người ta nghe ra, hiểu ra giữa âm dương cách biệt như vậy, và thầy khuyên nó thôi bây giờ này cô ấy già rồi, người ta hơn 40 tuổi già, nhìn cô ấy gì một chồng 3 đứa con già như thế rồi, bây giờ cậu là gì 16 tuổi đúng không? Thầy nói là cậu nói với nó như người thật sống với nhau, cậu mới có 16 tuổi trai tân chưa vợ, bây giờ lại lấy một gì, lấy một bà già đó gì
một chồng ba con. Nghĩ xem, nghĩ đi mà xem. Còn yêu không? Thầy bảo là đấy, nhìn lại đi, nhìn lại bà ấy một lần nữa đi. Bà nó chuẩn bị lên bà nội đến nơi rồi. Ba đứa con rồi, con lớn là cũng là 17, 18 tuổi rồi. Thì bây giờ còn yêu cái gì nữa? Mà đặc biệt mà yêu người ta thì lại gì? Chồng người ta kia, người ta còn chồng người ta cơ mà. Làm sao mà yêu như thế được? Pháp luật ở thế gian không cho phép. Huống chi là gì? Âm dương như vậy lại làm đảo lộn hết cả gì? Âm dương lên thì nhân quả lên thì không được. Như vậy thì tội lỗi lắm. Và thầy bảo là thôi bây giờ thế này. Bây giờ đi về. Thầy nói bây giờ đi về nhá. Đi về và tu nhân tích đức. Bây giờ quy Tam Bảo rồi này. Thì thầy quy Tam Bảo. Lúc đấy mới giảng về Tam Bảo thôi. Giảng ý nghĩa quy Tam Bảo thôi. Và thầy sau khi giảng xong như vậy, thầy bảo là bây giờ quy Tam Bảo xong thì con sẽ gì? Thế cái thân thể của mình ấy, sẽ được trang nghiêm đẹp đẽ. Và con sẽ có gì? Có rất nhiều công đức. Và bây giờ con đi về, con từ cái chỗ có cái công đức ấy, con thì đi theo Thành Hoàng Làng để con thì con tu nhân tích đức. Và nó bảo rằng Thành Hoàng Làng ở đấy nghiêm khắc lắm. Nó bảo là cái Thành Hoàng Làng nhà con nghiêm khắc lắm, rất là chính trực, rất là nghiêm khắc. Cho nên không phải ai cũng có được đi theo hầu nhà ngài. Thế thầy bảo rằng yên tâm, nếu mà muốn đi theo hầu ngài á, thì thầy sẽ nói với ngài cho để con đi theo hầu ngài một thời gian để cho con tu nhân tích đức, con làm việc thiện để con giúp đỡ nhân dân, giúp đỡ dân lành. Thế chúng ta biết là ở trên quái dương chúng ta thì có quan, thì dưới quái âm cũng có gì? Có quan. Trên quái dương chúng ta có vua, trên dưới quái âm cũng gì? Có vua. Thập Điện Diêm Vương đó chính là vua của quái gì ạ? Quái Diêm La. Các bạn cứ tìm đọc những cái câu chuyện ở trong Phật giáo đấy, chứ không phải là cái chuyện tiếu lâm ở ngoài đời đó. Câu chuyện Phật giáo hẳn hoi nói về những cái câu chuyện âm dương ấy. Các vị là đi là cái sống ở trên quái trần này, sau khi chết đi xuống quái âm để làm quan đó. Có rất nhiều những câu chuyện như thế. Và sau khi thầy nói như vậy xong, và thầy bảo như bây giờ nếu mà muốn tu nhân tích đức làm người, đời sau làm người, đời nay ở dưới kia để làm thần, đi theo thần, đi theo Thành Hoàng Làng, thì mình cũng là gì? Có một chức quan nhỏ nhỏ rồi để làm gì ạ? Để hộ trì cho Thành Hoàng Làng, giúp việc cho Thành Hoàng Làng, và để giúp đỡ cho nhân dân thì mình sẽ có công đức. Và thầy sẽ nói là muốn lấy vợ khi mà gì? Có công ăn việc làm ổn định rồi. Nói giống như ở trên quái trần chúng ta này, nói những người nói chuyện với nhau. Có công ăn việc làm ổn định rồi thì lại là người giúp việc cho Thành Hoàng Làng rồi. Thầy sẽ bảo Thành Hoàng Làng cưới cho con một cái cô vợ đẹp nhất ở dưới đấy. Thế là nghe đến cái từ vào cưới một cô vợ đẹp nhất ở dưới đấy, thế là gì? Nó mắt nó sáng lên và nó hỏi thầy là gì? Có thật không? Thầy bảo thật. Cô ấy bây giờ đã hơn 40 tuổi rồi, một chồng ba con, già rồi, mà người ta có yêu con đâu. Ngày xưa đó là hai người mến nhau thôi, chứ con nó tỏ tình với người ta chưa? Nó bảo chưa. Nó bảo cô ấy có nhận lời yêu con chưa? Cũng bảo chưa. Mới là mến nhau thôi đấy, duyên mới chỉ mến nhau thôi mà đã như vậy rồi. Cho nên thầy bảo thế bây giờ thì thôi, vì người ta không yêu con, thậm chí người ta cũng chưa từng yêu con, mà người ta gì đấy, không yêu con thì người ta mới yêu người khác và lấy người khác. Và con cũng đã chưa từng tỏ tình với người ta khi con còn sống cơ mà, huống chi bây giờ đã chết. Cho nên bảo nó bây giờ thôi, bây giờ thì quy Tam Bảo cho có công đức có phúc báo đã. Thế nó bảo vâng. Quy xong rồi mà cái thì thầy mới hỏi nó là thế bây giờ này, đấy người ta gia đình người ta mua mấy bộ quần áo giấy cái kìa, người ta mua thì một tí mua bánh kẹo mua cháo mua gì cái kìa, có còn đói nữa không để thầy cúng cho mà ăn, để thầy cúng cho mà mặc. Thế nó bảo không thầy ạ, sau khi con quy y rồi thì tự nhiên thì mọi thứ đầy đủ, quần áo cũng có, không cần phải mặc những đồ giả ấy nữa. Và tự nhiên gì, đồ ăn cũng có, không phải gì ăn những cái đồ người gia đình họ cúng kia nữa. Chỉ bây giờ là xin thầy là gì, thầy nói với Thành Hoàng Làng kia là cho con thì được về con theo hầu ngài thôi. Và thầy bảo được. Và nói như vậy xong thì thầy ngồi thiền khoảng độ tầm 15 đến 20 phút. Mình cũng phải ngồi thiền, phải dụng cái tâm để gì, để quán tưởng,
Và bây giờ thì không nói chuyện với thành hoàng làng thì không nói để cho mọi người ở ngoài nghe nữa, và ngồi thiền và quán tưởng và nói chuyện với cái vị thành hoàng làng ấy. Khoảng 15-20 phút sau đó thì xả thiền ra và nói rằng thầy đã nói chuyện với thành hoàng làng xong rồi. Thành hoàng làng gì đã chấp nhận cho con về làm giúp việc cho thành hoàng làng, và bây giờ con đi về đó. Thầy viết mấy cái chữ vào cái tờ giấy, ký tên thầy vào đó và bắt đầu đưa cho cái vong nó đăng nhập với cô ấy và cầm lấy. Và đi về đưa cho vị thành hoàng làng đó và nói rằng thầy Thịnh ở chùa Khai Nguyên giới thiệu. Đấy, câu chuyện là như thế. Và sau khi xong một cái thì quy xong một cái đưa cho cái giấy xong, bảo xong và bảo là, và vị ấy còn thì còn chắc lép một cái câu cuối cùng mà hỏi rằng vậy thành hoàng làng có cưới cho con cái cô vợ đẹp nhất dưới làng ở dưới đấy không thầy? Thầy bảo con cứ làm tốt, con cứ làm tốt, và thành hoàng yêu con, quý con, thương con, coi con như đứa con của thành hoàng, thì thành hoàng thì sẽ cưới cho con một cô vợ đẹp nhất, nết na nhất, giỏi giang nhất, thùy mị nhất, và hai người sẽ yêu thương nhau trọn đời dưới đó. Và sau khi nói như vậy thì nó mới hoan hỉ, nó mới vui vẻ, và cái vong đó rất là vui vẻ và nói rằng vậy thì con nghe thầy. Và thầy bảo nghe rồi thì thôi, bây giờ từ giờ trở đi cô ấy là người gì đã có chồng và đã có con, đã có gia đình, từ hôm nay trở đi con không bao giờ thì được nhập vào cô ấy, được mượn xác cô ấy để nói năng hoặc để hành động làm bất cứ cái gì nữa. Bây giờ con đã gì, đã có thân, con đã có gì, đã có gia đình, con đã có công ăn việc làm, con đã gì, đã là một vị quan giúp việc cho thành hoàng làng để cai quản cái bản xứ đó, cho nên bây giờ phải sống cho nó gì ngay thẳng chính trực. Âm có pháp của âm, dương có pháp của dương, không thể làm những cái việc mà sai trái được nữa. Và thầy bảo thôi bây giờ xong rồi, đi về đi làm việc mọi việc. Thầy đã làm việc với thành hoàng làng rồi, con cứ cầm cái tờ giấy này về cứ thế mà làm. Thế thầy bảo nó như vậy và bảo nó bây giờ xong rồi có còn cần nói gì không. Nó bảo thôi thế là đủ, con không nói gì nữa, con đi về con đi làm việc. Con hứa với thầy con sẽ làm một Phật tử tại gia chân chính, và con hứa với thầy con làm tất cả các công việc mà thành hoàng thì tin tưởng giao cho con. Và như vậy thầy hỏi nó, vậy có cần thầy phải tác động để cho ra khỏi cái xác kia không? Nó bảo thôi bây giờ con không cần nữa, bây giờ tự con ra được. Và xong rồi nó nằm vật ra một cái, thế là gì, xong cô ấy khỏi như không. Mà trước đây khi mang đến đây cái người cô ấy nó đen tím tái tái đó, chân tay thì tự nhiên nó cứ khòng khèo hết ra như người bị chết đuối, người nó bợt bạt như thế. Nhưng khi nó ra một cái thì chỉ khoảng 2-3 phút sau cô ấy khỏe mạnh bình thường và không sao nữa. Cho đến mấy năm sau cô ấy vẫn không bao giờ bị vong nhập, không bao giờ bị làm sao nữa, vẫn bình thường. Lâu rồi thầy cũng không biết là cô ấy có vào đây nữa hay không, gia đình còn vào đây nữa không, vì bây giờ thầy quá nhiều công việc mà các Phật tử đến chùa cũng quá đông, cho nên thầy cũng không để ý là người gia đình người ta còn vào nữa hay không. Từ năm 2010 chắc là 13 thì gì đó, 2013 khoảng thời gian đó. Đó đấy, nhân duyên. Thầy kể cho các bạn, cho cái bạn mà viết câu hỏi mà nói thì duyên âm là gì đó. Duyên âm đấy chính là cái nhân duyên, mình thích nhau, mình thề hẹn ước với nhau, nguyện ước với nhau ở đời trước kiếp trước, nhiều đời nhiều kiếp về trước. Và bây giờ thì mình có phúc báo, mình được sinh lại làm người, được thân người, còn người ta vẫn còn gì, vẫn còn phảng phất đi tìm mình ở dưới đó. Và bây giờ họ tìm được mình nhưng mà lại âm dương cách biệt. Cái trường hợp này thầy gặp khá nhiều rồi, khá nhiều. Và bạn hỏi trong này á, nếu mà gặp duyên âm như vậy cách hóa giải như thế nào, có hóa giải được không? Hóa giải được. Thầy cũng đã hướng dẫn cho rất nhiều các thiện nam, các tín nữ đã hóa giải được cái trường hợp này. Ở trước đây á, thì các thầy cứ làm lễ và hồi hướng cho họ. Nhưng bây giờ thì thầy bắt cái những người mà bảo có duyên âm đó phải tự mình phát nguyện làm lễ. Làm lễ là sao? Tụng kinh Địa Tạng. Tốt nhất là tụng kinh Địa Tạng. Và phóng sinh nữa. Nếu phóng sinh thì tùy theo cái điều kiện kinh tế. Có nhiều thì phóng nhiều, không có nhiều thì chỉ gọi là thành tâm một chút thôi cũng được. Nhưng phải có phóng sinh. Để lấy công đức phóng sinh để hồi hướng cho cái vong ấy. Và đặc biệt là về tụng kinh Địa Tạng. Phát nguyện ăn chay trường lấy 21 ngày hoặc 49 ngày và hoặc 100 ngày. Ít nhất 21 ngày
vừa là 49 ngày, còn nhiều là 100 ngày. À, ăn chay trường không ăn hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. À, năm thứ cây nồng đó không ăn hành nhé, hẹ nhé, tỏi nhé, kiệu nhé, hành tây, không ăn. Và không ăn tất cả thịt của các loại chúng sinh. Thịt trâu, bò, chó, lợn, gà, vịt, vân vân, tất cả. Nói chung là phải ăn chay, chỉ ăn rau thôi. À, mình gọi ăn chay như các sư ở trong chùa này, ăn rau thôi. Và mỗi một ngày đọc hết một bộ kinh Địa Tạng, quyển thượng, quyển trung và quyển hạ. Có thể đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình được. Còn nếu các bạn đi học thì có thể các bạn thì ở trên cái bàn học của các bạn đọc cũng được. Các bạn múc lấy ba chén nước. À, nên có trên bàn học của mình, nếu mà phòng trọ mà các bạn hoan hỷ á, thì chúng ta có một ảnh Bồ Tát Địa Tạng nho nhỏ. Khi chúng ta đọc kinh chúng ta để lên trên tường hoặc lên trước mắt chúng ta cũng được. À, chứ hay là bàn học chúng ta được. Nếu các bạn không hoan hỷ á, thì cái ảnh chúng ta nhỏ nhỏ chúng ta đọc xong chúng ta lại gấp để vào trong quyển kinh. À, để lên trên giá sách của chúng ta. Khi đọc thì chúng ta lại để cái quyển, cái ảnh của Bồ Tát Địa Tạng lên trước mặt chúng ta, lên cái bàn học trước mặt chúng ta để trang nghiêm. Đó, chúng ta múc ba chén nước lên đó, không cần thanh bông hoa quả. Đối nếu mà các bạn học sinh, sinh viên, chúng ta không cần thanh bông hoa quả, cũng không cần phải thắp hương, không cần phải có bát hương. Ngài vẫn chứng cho chúng ta chỉ cần ba chén nước thôi. Ba cái chén nước nhỏ nhỏ, ba chén nước trong, nước lá vi, nước sạch đó. Múc để lên trước cái ảnh của Ngài và các bạn nhất tâm các bạn đọc. Nếu mà phòng mà đông người thì không cần phải đọc to, các bạn đọc như đọc sách thôi, đọc thầm như đọc sách thôi cũng được. Đọc xong phải hồi hướng, cứ đọc hết một thời kinh đấy là dành khoảng độ vài phút để hồi hướng cho cái vong linh mà mình đi xem. Họ bảo là duyên âm đó, theo mình đó, cầu nguyện cho họ. Và mình cũng thầm nói với họ rằng đời trước hai người có duyên với nhau, đã từng hoặc là từng làm vợ chồng, hoặc từng là gì anh em bạn bè, hoặc là vân vân, đã có duyên với nhau. Nhưng đời nay thì có duyên nhưng không phận, vì âm dương cách biệt. Cho nên là khuyên gì? Khuyên họ đi nghe kinh và tu tập nương theo quang minh công đức của Bồ Tát Địa Tạng để đi đầu thai thoát hóa về gì cõi tốt lành hơn. Và nếu gì chúng ta còn duyên với nhau thì hẹn đợi đến kiếp sau có duyên có phận, cùng làm thân trời hay cùng làm thân người, chúng ta gặp nhau và chung sống với nhau đến đầu bạc răng long, trăm năm tuổi già, vân vân. Đó, mình khấn nguyện cái đại khái là như thế. Còn đời nay kiếp này thì âm dương cách biệt, có duyên không phận, xin đừng làm khổ nhau, đừng làm như vậy để khổ cho nhau nữa. Và chúng ta đọc kinh đó và hồi hướng, cứ như vậy chúng ta thì đọc lại 21 ngày, mỗi ngày hết một quyển kinh, một bộ kinh Địa Tạng ấy. Phát nguyện cái việc lớn là phải đọc hết cả bộ kinh Địa Tạng đấy mà hồi hướng cho họ, thì một thời gian sau là hết thôi. Nếu tự chúng ta làm mà chưa hết thì hàng tháng có cái pháp hội tụng kinh Địa Tạng của nhà chùa đó, các bạn đi lên làm một cái bài vị, viết một cái bài vị, gặp các sư xin viết một cái bài vị cho cái gì, cho cái vong ấy. Thì nữ thì viết cho cái vong nam, mà nam thì viết cho cái vong nữ. Tức là bạn mình là nam đó thì viết cho cái bài vị cho cái vong mà nó đang đi theo mình ạ. Nữ thì viết cái cho cái bạn nam theo mình đó, vân vân. Cũng có thể nam theo nam, nữ theo nữ đó, cũng có. Thì mình cứ viết cho họ đó. Viết cái bài vị cho họ, oan gia trái chủ. Xong mình theo mình lễ, ở được cả 7 ngày thì tốt, không ở được cả 7 ngày thì ngày đầu, ngày giữa, ngày cuối là được. Hoặc là ngày đầu, ngày cuối cũng được đó. Nếu chúng ta ở được cả 7 ngày là tốt nhất. Nếu không còn phải đi học thì thứ bảy chủ nhật chúng ta lên, không cứ phải ngày đầu, ngày cuối. Ngày nào được nghỉ trong 7 ngày khóa tu Địa Tạng của nhà chùa đó thì chúng ta lên, chúng ta nhất tâm, chúng ta làm công quả và chúng ta tụng kinh theo đại chúng, và chúng ta gì hồi hướng cho. Thì cái việc này giải quyết như thế, giải quyết là tận gốc. Chứ còn là chúng ta đi cúng mời ông thầy phù thủy làm bùa làm bèn để cúng, để chấn, để yểm, để hóa giải, giải oan cắt kết vân vân đó, giải oan cắt đoạn vân vân đó, để trừ cái gì, để đuổi cái vong ấy đi đó, không được đâu. 10 trường hợp làm được cái đó thì may chỉ được 2-3 cái. Còn những cái trường hợp mà tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho họ, 10 trường hợp thì phải được 8-9 cái. 8-9 cái. Có nhiều cô, có nhiều cậu. Thầy đã kể rất nhiều trong những khóa tu Địa Tạng rồi. Có nhiều cô năm nay là hơn 40 tuổi. Có cô là gì, cứ chuẩn bị đến ngày cưới là gì, người ta lại trả lời lại không cưới nữa. Thế mới đau. Thế mới đau chứ.
mà rõ ràng nhìn lên chùa thì nhìn thì cũng xinh xắn trắng trẻo và có công an việc làm. Công an có người là giáo viên hẳn hoi, là giáo viên, có người là công chức nhà nước hẳn hoi, mà 37, 38, 40 tuổi rồi vẫn chưa lập gia đình được. Cứ có người đến yêu thương thì một thời gian sau tự nhiên lại chán. Hoặc là có người đến, gần đến ngày chạm ngõ rồi thì tự nhiên người ta lại gì? Lại trả lời là không lấy nữa. Có những trường hợp là gì? Ba lần đi quản lý đi ăn hỏi rồi mà ba lần gần đến ngày cưới người ta bỏ. Đấy, trường hợp như vậy. Rất là buồn. Cô ấy rất là buồn mà cô ấy nói là ba lần người ta đi ăn hỏi rồi nhưng mà chưa cưới thôi, chưa đoán dâu thôi, đi ăn hỏi rồi. Đi ăn hỏi chuẩn bị, ví dụ ăn hỏi, hôm nay đi ăn hỏi và hẹn 10 ngày sau cưới chẳng hạn. Nhưng khoảng tuần sau tự nhiên nhà trai họ đến trả lời là không cưới nữa. Đấy, không biết vì lý do gì, cứ như thế. Mà ba lần như thế, có trường hợp dưới, không biết dưới Thanh Oai hay là cái gì gần dưới đó. Ba lần như thế. Thế năm 2017 thì khuyên về là tụng kinh Địa Tạng. Và cả các Phật tử cũng đến tụng cho nữa. Các Phật tử đến tụng cho 7 ngày ở nhà nữa. Và cô ấy cũng đọc tụng nữa. Thế là đọc tụng xong, cô ấy phát nguyện tụng 21 ngày, ăn chay trường. Tụng 21 ngày xong một cái thì, vừa xong một cái thì thầy bảo thôi cứ tụng đi, nhất tâm tụng đi, tới đây bây giờ khi mà cái giải hết cái oan gia cháy, giải hết cái oan gia cháy chủ đi á, và cái vong âm theo mình, họ đi tìm người khác, họ được đi đầu thai đi kiếp khác rồi á, thì khi đó mình biết đâu là có người họ hợp với mình, họ tìm đến với mình và lại chung sống với nhau hạnh phúc. Và quả thật như vậy, khi mà mới tụng xong 21 ngày, cô ấy ăn chay trường tụng xong 21 ngày thì tự nhiên là đi làm. Cái hôm đi làm tự nhiên là đi thế nào là cô mới hỏng xe máy. Cái nhân duyên thế nào là hỏng xe máy ở dọc đường. Thì hỏng xe máy thì đi, thì cô cứ dắt cái xe máy đi thì lại, đi thì không có dắt cái xe máy để đi tìm cái chỗ vá xe. Cái tự nhiên thấy một cái xe ô tô nó dừng lại. Một cái chú đi ô tô sang trên cái lái xe, thì cái chú ở trên ô tô bên cửa bên này nó bước xuống. Và nó hỏi là xe của em làm sao đấy, thì các thứ nó hỏi han. Nói chung là thầy cũng không nghe cái câu chuyện nó kể đại khái nó xảy ra như thế, nhưng nó hỏi han làm sao đó, xong rồi bắt đầu cậu ấy dắt xe đi cho cô ấy xuống rồi thấy. Tự nhiên thấy dắt xe đi cho cô ấy và dắt hai người đi bộ với nhau mấy trăm mét dắt đến chỗ sửa và đợi sửa cho cô ấy xong và cho cô ấy đi xin số điện thoại của nhau. Thế là về cứ alo cho nhau Facebook, Facebook gì đó thầy không hiểu. Nhưng mà có hơn 2 tháng sau gì? Cưới nhau luôn. Đấy, thế. Mà cái cậu ấy gì? Là giám đốc một cái chi nhánh, một cái công ty cũng là lớn. Giám đốc một cái chi nhánh công ty lớn. Công ty gì? Công ty Sông Đà. Giám đốc chi nhánh công ty Sông Đà. Chúng ta thấy. Tự nhiên, cái nhân duyên mà. Cưới nhau. Lấy ông giám đốc. Trước đây thì gì? Ba đứa thì gần đến ngày đi ăn, gần ngày cưới rồi nó còn bỏ mình, và rõ ràng là cũng xinh xắn, giáo viên hẳn hoi, xinh xắn, công ăn việc làm, mà giáo viên nhìn rất là lịch sự ấy, mà lại thế. Những cái duyên nó đến mà cái thì chúng ta thấy thay đổi hoàn toàn. Cái vợ chồng nhà đấy thì thỉnh thoảng vẫn hay lên chùa, năm cũng lên chùa vài lần. Mới hôm nọ, hôm mười mấy tháng giêng này lên chùa này, hai vợ chồng với hai đứa con lên chùa được. Giờ thì hai đứa con, một đứa 2 tuổi hay 3 tuổi, còn một đứa mới sinh. Đó, một con trai, một con gái, đến chùa hôm rồi, lễ Phật hôm rồi. Và cứ cảm ơn suốt. Và đấy là gì? Nhân duyên đấy. Duyên âm, cách giải như thế nào? Thì thầy hướng dẫn cho các bạn giải bằng cách gì? Lấy ân để giải cái duyên đó, chứ đừng lấy oán để giải cái duyên đó. Đừng kết thù với nhau để giải những cái oán đấy, giải cái duyên đấy. Mình tụng kinh niệm Phật, đem công đức tu tập được để hồi hướng cho các bạn, cho bạn ấy, và mong cho bạn ấy gì? Để sinh về cõi lành và gặp được người tốt. Giống như bây giờ chúng ta còn sống với nhau, nếu mà hai người tìm hiểu nhau 2, 3 năm, 4, 5 năm mà gì không hợp nhau hoặc bố mẹ không cho thì mình chia tay nhau, thì mình làm thù hay làm bạn là tốt hơn nhỉ? Làm thù hay làm bạn tốt hơn? Đương nhiên làm bạn tốt hơn. Thì bây giờ cũng thế, mình đối xử với nhau bằng cái lòng chân thành, lấy giáo lý của Đức Phật, công đức tu tập được để hồi hướng cho bạn ấy, và mong cho bạn ấy gặp được sinh về cái cảnh giới tốt hơn, được gặp người tốt hơn. Và còn nếu sau này có duyên thì gặp nhau chung sống với nhau. Đây là cách hóa giải.
Mà thầy thì mấy năm nay hướng dẫn cho rất nhiều những bạn nam và những bạn nữ gặp vào cái trường hợp này hóa giải cho nhau, chứ không phải mất tiền mất của gì đâu, tự mình làm được, cũng không phải để người ta lừa mình, để người ta lấy tiền của mình. Đó. Bây giờ là có những vị sư bảo là cúng cái đàn này có thể hóa giải mất chục triệu, hai ba chục triệu, nhưng cũng không được. Có những ông thầy cúng cũng bảo cúng cái đàn này được, và cúng chục triệu, vài chục triệu gì, nhưng cũng không được. Có người cúng đến ba bốn lần rồi không được, vẫn phải tìm đến đây thầy hướng dẫn cho về tụng kinh Địa Tạng và phóng sinh một thời gian thì được. Đó, một thời gian được. Có trường hợp thầy còn bảo chắc chắn là thế cuối năm nó lấy vợ đấy, mà cuối năm lấy vợ thật. Mấy trường hợp, có trường hợp thầy bảo thế cứ làm đến tháng 11 nó sẽ lấy chồng, thế mà tháng 11 nó lấy chồng thật. Đấy, à, cái trường hợp đấy thì nhiều tuổi rồi, và cả gia đình, cả dòng họ thì mong muốn. À, thì mình thì khuyên họ nhất tâm thì phải như vậy. Đấy là cách hóa giải, duyên âm, có duyên âm. Nhưng cũng có trường hợp là gì, do ma nó gì, nó giả. Do quỷ đây gì, nó giả để gì, nó hại mình. Cái trường hợp này cho nên đó, chúng ta mà tụng kinh Địa Tạng thì sẽ được Phật Bồ Tát gia trì cho. Đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng ngài gia trì cho thì tà ma thì cũng sẽ gì, phải hiện nguyên hình mà nó bỏ chạy thôi. Đó. Còn trường hợp mà gì, nhân duyên thực sự là gì, thì chúng ta đem công đức hồi hướng, họ được thoát hóa đầu thai về cõi lành, thì chúng ta gì, cũng được tự do thôi. Đó. Giải phóng cho nhau hết thì chúng ta được tự do. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.